Ok, xin chào các bạn. Ở trên tay của mình đây là một chiếc dimmer dùng để điều khiển tốc độ động cơ và điều khiển độ sáng của đèn. Như cái đoạn video trước thì các bạn có thể thấy là khi mà chúng ta sử dụng quạt ấy và khi mà chúng ta sử dụng với cái tốc độ thấp thì các bạn thấy là có tiếng eo ù phát ra ở quạt đúng không ạ? Nếu các bạn nào mà đã dùng dimmer rồi thì các bạn cũng đã biết được cái hiện tượng này rồi. Khi mà chúng ta chạy ở cái tốc độ thấp thì nó cứ có tiếng ù ù rất chi là khó chịu luôn. Vậy cái nguyên nhân nào nó lại gây ra cái tiếng ù ù đấy thì trong video này mình sẽ chỉ cho các bạn nguyên nhân gây ra tình ủ như vậy về cái cách đấu của đi mơ này thì nó hết sức đơn giản thôi Ở ngay trên đi mơ người ta cũng đã có cái sơ đồ này các bạn nhìn thấy này à, điện hát 220 thì một đầu nó sẽ đấu vào một cái dây của đi mơ cái dây còn lại của đi mơ nó sẽ đấu vào một đầu của tải đầu còn lại của tải sẽ đấu vào cái đầu còn lại của điện áp 220 đó thì có nghĩa là cái cục đi mơ này nó sẽ được nối tiếp với tải Đấy, đấu hết sức đơn giản là bởi vì nó chỉ có hai dây như này thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ mở nó ra để cho các bạn xem xem bên trong của một cái dimmer nó sẽ có những cái gì. Uh, dimmer thì nó có nhiều loại lắm các bạn nhé. Đây là một cái dimmer thông dụng và bán rất chi là uh, đại trà. Thì trong một cái dimmer thì thông thường nó có mấy bộ phận sau. Đầu tiên cái bộ phận quan trọng nhất và đóng cái vai trò là khóa đóng mở của cái dimmer này chính là cái con uh, tariac. Đây, con tariac là cái con ba chân này các bạn nhỉ. Đây là cái con này nó đã gắn vào cái tản nhiệt nhôm này bởi vì trong quá trình hoạt động thì con này nó tỏa ra nhiều nhiệt nhất này. À, con này nó đang dùng con BT137 các bạn nhé. Đấy, con triac BT137. Thì kết hợp với con BT137 và để điều khiển được cái con BT137 này thì nó sẽ cần một con diac. Con diac thì nó là con hai chân thôi. Đây các bạn có thể nhìn thấy con diac này, cái con màu xanh ở dưới đây. Đấy. Như vậy là con DX và con TRIAC nó sẽ kết hợp với nhau để nó tạo thành cái khóa điều khiển. Thế nhưng mà để mà điều khiển được nó thì nó sẽ cần thêm một số linh kiện đó là tụ điện, điện trở và à biến áp. Đấy ở đây các bạn có thể có một cái biến áp để chúng ta có thể là điều khiển được cái độ sáng hay là cái tốc độ của động cơ thì thông qua cái biến áp này. Vậy nó điều khiển như thế nào? Thì các bạn có thể để ý cái sơ đồ ở đây. Đây các bạn có thể thấy đây là một cái sơ đồ dimmer rất chi là thông dụng và cái sơ đồ này chính là của cái dimmer này luôn. Thì các bạn sẽ thấy là cái nó sẽ dùng một con tariac đóng vai trò như một cái công tắc sẽ đóng mở đóng mở các bạn thấy nhá đây là điện áp 210 nó sẽ nối tiếp qua tải đúng không tải có thể là bóng đèn hay là quạt điện này nối tiếp qua tải này thì tải nó sẽ bắt đầu nó sẽ nối qua cái cụm dimmer này đấy nó nối tiếp qua cụm dimmer này một đầu về 220 thì vậy nếu như mà cái con tariac này nó đóng thì tải nó sẽ có điện còn con đi tariac này nó cắt thì tải nó sẽ mất điện, cái vai trò của nó như một công tắc đóng mở, thì các bạn để ý nha, nếu như các bạn mà bật tắt cái bóng đèn nhà mình ấy, mà các bạn bật tắt với một cái tốc độ nhất định nào đó, cứ như là bật tắt bật tắt bật tắt, cứ bật tắt liên tục như vậy, thì nếu như mà với một cái tốc độ nhất định nào đó thì các bạn sẽ để ý thấy là cái bóng đèn của nhà chúng ta nó sẽ có thể nó sẽ sáng tối hơn so với cái việc là các bạn sẽ bật cái công tắc của bóng đèn đấy liên tục luôn, có nghĩa là bật hẳn luôn Luôn. đó. thì cái con tờ react này nó cũng hoạt động dạng như vậy có nghĩa là nó cũng sẽ đóng mở đóng mở nếu như mà các bạn mà muốn nó tối hơn có nghĩa là cái tải bóng đèn nó tối hơn hoặc là cái quạt nó chạy chậm hơn thì cái tờ react nó sẽ đóng mở chậm hơn còn nếu như mà muốn sáng hơn thì tờ react nó sẽ đóng mở nhanh hơn còn muốn sáng mạnh tối đa công suất thì tờ react nó có thể là nó sẽ mở hẳn luôn có nghĩa là nó nó sẽ thông hẳn luôn đấy thì cái nguyên tắc hoạt động như vậy. Thì để cho cái con tờ này nó đóng mở được thì nó sẽ thông qua một con gọi là con điak. Đấy, Con DX này uh, nó sẽ có vai trò là đóng mở cái con tờ này. Thế nhưng mà để điều chỉnh được cái thời gian đóng mở có nghĩa là điều chỉnh được cái độ sáng tối đèn cũng như là tốc độ động cơ thì nó sẽ cần đến hai cái con là con tụ và cái con chia áp. Hai con tụ và biến trở nó sẽ kết hợp với nhau để nó tạo thành cái thời gian trễ để cho cái bộ DX và tđ này nó có cái thời gian trễ đóng mở để chúng ta có thể điều chỉnh theo cái ý muốn. Đấy là cái nguyên lý hoạt động của nó. Còn thực tế như nào thì các bạn hãy cùng xem tiếp video sau. Rồi, ở đây mình sẽ dùng một cái oscilloscop để mình sẽ đo cái tín hiệu của cái sóng đầu vào cũng như là cái tín hiệu của sóng đầu ra để so sánh cho các bạn thấy rằng là tại sao nó lại làm cho cái quạt kêu. Thì cái tín hiệu màu vàng là mình sẽ lấy cái sóng đầu vào tức là cái điện áp đầu vào 220 và cái tần số của cái điện lưới của chúng ta đang là 50 Hz các bạn nhé Còn cái dây màu xanh và cái đường màu xanh đấy là mình sẽ lấy cái tín hiệu đầu ra sau khi mà đã qua cái dimmer này có nghĩa là cái đường màu xanh sẽ là cái tín hiệu lấy từ hai cái đầu của tải bây giờ mình sẽ bật lên này đấy các bạn thấy không khi mà bật lên thì cái đường màu xanh nó đã hiện lên này và các bạn nhìn thấy nhé, cái đường màu vàng là cái đường tín hiệu hình sóng xin nhé. Thực tế thì cái oscilloscope này à, nó không hiển thị hết được ở phía trên. Đây như mình kéo xuống này các bạn nhìn thấy đây. Đấy, cái đường màu vàng nó là sóng xin nhé, chứ không phải sóng vuông đâu. Đấy, nhưng bởi vì nó không hết được màn hình nên là nhìn cứ tưởng là sóng vuông nhưng thực tế nó là sóng xin đấy. Còn cái đường màu xanh như này, đây chính là cái tín hiệu đầu ra. Và đây là mình đang để ở cái mức độ thấp nên là cái bóng đèn của nó là nó sáng hơi yếu các bạn này đây nha các bạn có thể để ý này cái đường màu vàng chính là cái tín hiệu mà đầu vào đúng không là cái tín hiệu hình sin này thì cứ một chu kỳ đây nha một chu kỳ này đi xuống này rồi đi lên thì đây là một chu kỳ thì các bạn thấy là cái đường màu xanh này nó sẽ bị trễ một đoạn này đây nó bị trễ một đoạn này sau bắt đầu nó mới có tín hiệu đi lên này có nghĩa là cái chu kỳ dương của đường màu vàng nó đã đi lên rồi Đấy, ta đi xuống rồi thì đến đến cái thời điểm mà đi xuống gần hết rồi thì lúc này là mới chu kỳ xanh nó mới đẩy lên. Đó xong nó đi xuống này là tắt cái đường giữa này là nó sẽ là điện áp bằng không này. Sau đó là chu kỳ màu vàng đã đi xuống rồi, xong lại gần đi lên rồi thì lúc này chu kỳ màu xanh nó mới xuất hiện. Có nghĩa là lúc này nó mới có cái điện áp mà cấp ra tải thì các bạn thấy là nếu như mà để cho cái tải của chúng ta mà hoạt động sáng mạnh sáng đủ thì đáng nghĩa là cái tín hiệu mà hay là cái điện áp mà cấp ra tải thì nó phải trùng với cái đường màu vàng như này có nghĩa là tín hiệu đầu vào như nào thì đầu ra nó phải trùng như thế thì tải của nó nó mới nhận đủ công suất thế nhưng mà các bạn thấy là cái tín hiệu của cái đường màu xanh như này nó bị trễ pha nó bị trễ trễ hơn so với cái pha của cái tín hiệu đường màu vàng do đó là cái công suất hay là cái điện thế mà cấp ra tải nó sẽ thấp hơn so với cái đầu vào đó là cái lý do mà tại sao chúng ta có thể là điều chỉnh được cái điện áp đầu ra nó thấp hơn so với điện áp đầu vào thì các bạn có thể nhìn thấy ở cái thông số ở dưới này đây tần số của đầu vào là 50 thì cái tần số đầu ra nó cũng là 50 nhé bởi vì hai cái tần số này là nó như nhau thế nhưng cái điện áp hiệu dụng ở đây mình đang nói về cái điện áp hiệu dụng nhé là cái điện áp hiệu dụng đầu vào nó là 167V nhưng điện áp hiệu dụng đầu ra nó chỉ có 41V thôi do đó chính vì lý do đó nên là cái điện áp đầu ra đây là cái điện áp hiệu dụng cấp đã. có được 41V thì tất nhiên là tải nó sẽ phải sáng yếu hơn. Bây giờ mình sẽ tăng lên thì các bạn để ý cái đường màu xanh này, nó sẽ lại bắt đầu tăng rộng lên này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đường màu xanh bắt đầu tăng rộng lên chưa? Đấy. Đèn sáng lên thì cái đường màu xanh bắt đầu nó sẽ dần dần nó sẽ trùng với cái đường màu vàng. Đấy, dần dần nó trùng và đây là tăng hết cỡ này các bạn nha mình đã tăng hết cỡ rồi thì các bạn thấy chưa cái đường màu xanh với cái đường màu vàng nó sẽ trùng với nhau như vậy là tải nó sẽ nhận đủ công suất hay là nhận đủ cái điện áp so với cái điện áp đầu vào đây các bạn có thể nhìn thấy điện áp hiệu dụng đầu vào là 167 thì cái điện áp hiệu dụng đầu ra nó cũng là 167 như vậy là tải nó nhận đủ Đấy, bây giờ mình sẽ giảm đi này thì các bạn để ý là cái đường màu xanh nó sẽ bị hẹp dần bị hẹp dần bị hẹp dần Đấy, bị hẹp dần đấy các bạn nhìn thấy chưa vậy tại sao cái đường màu xanh nó lại bị cắt xén pha như thế này đấy thì như nãy mình đã giải thích rồi cái con tờ này nó sẽ đóng mở đóng mở nhưng con tờ này nó sẽ bị đóng mở trễ trễ là do tụ điện và cái biến trở này nó đóng mở trễ giả sử như là điểm a mà có sung dương là cái chu kỳ dương đây chu kỳ dương thì lập tức là điện nó sẽ đi từ a nạp vào cho tụ Đấy nạp vào cho tụ tụ sẽ chờ một khoảng thời gian nó sẽ đầy. Lúc này khi mà tụ đầy thì lập tức là con diac này nó sẽ có cái hiệu điện thế cao hơn cái hiệu điện thế chịu đựng của nó là lập tức là nó sẽ mở. Khi mà mở thì lập tức là tụ nó sẽ phóng và nó sẽ kích mở cái con tiac này. Đấy, kích mở cái con tiac này. Và lúc này tiac này thì lúc này mới sẽ có tác dụng như một cái khóa nó sẽ đóng thông cái đường này lại. Đấy, đóng thông cái đường này lại. Chính vì cái khoảng thời gian tụ nạp điện thì nó sẽ tạo ra một cái khoảng trễ. Đấy các bạn thấy chưa, nó sẽ tạo ra một khoảng trễ. À, cái thời gian trễ thì ngoài cái tụ này thì nó cũng còn liên quan tới cả cái chiết áp này các bạn nhé. Cái trị số của chiết áp này đấy, nó sẽ điều chỉnh dẫn đến cái điện trở ở cái đoạn này nó sẽ thay đổi và cái thời gian nạp cho tụ nó cũng sẽ thay đổi. Đó, Thì đấy chính là cái nguyên lý hoạt động. Như vậy các bạn sẽ hiểu rằng là cái khoảng thời gian mà nó bị trễ pha như này. Đấy nó trễ pha như này thì là do cái tụ điện nó đang trong quá trình nó nạp xả. Thì đấy là cái nguyên lý hoạt động của một cái dimmer thì chính vì cái nguyên lý hoạt động như thế này bởi vì là do cái pha của nó bị cắt xén như thế này dẫn đến cái hiện tượng là cái quạt của nó kêu. Quạt của chúng ta kêu bởi vì sao? Bởi vì các bạn hình dung thế này, à, khi mà cái quạt của chúng ta nó sẽ được thiết kế là theo điện áp chuẩn là điện áp lưới với cái sóng hình sin có nghĩa là liên tục như này nó cứ thế nó liên tục đi lên đi xuống theo cái đường vàng như này thế nhưng mà khi mà nó hoạt động không qua đi mơ thì nó lại không theo hình xin nữa mà đến đây đấy đến đây thì là nó sẽ dừng xong bắt đầu nó dừng xong lại lên một tí xong lại xuống xong lại dừng kịch một cái đấy kịch và nó dừng ở đây nó dừng một cái khoảng thời gian khá lâu nó dừng lên các bạn ạ cái điểm giữa này là cái điểm không có điện áp ra nhé dừng khoảng thời gian quá lâu đấy xong bắt đầu nó lại dựng đứng cái sung này lên một cái xong nó lại đi lên xong nó lại xuống lại dừng đấy chính vì thế là nó cứ đang chạy xong nó dừng đang chạy đang dừng nó khựng khựng như thế dẫn đến nó sẽ phát ra cái tiếng kêu ù là như vậy đối với điện áp hình sinh thì cái điện áp nó sẽ uh, tăng dần đúng không ạ tăng dần xong bắt đầu nó lại giảm dần giảm dần đến giữa là điện áp bằng không xong nó đảo pha xong nó lại tăng dần xong nó lại giảm dần về cái điện áp bằng không như vậy là cái điện áp hình sinh của chúng ta thì nó sẽ quạt nó sẽ hoạt động nó đều đều, đều nó sẽ không có cái hiện tượng mà kêu thế nhưng mà với cái mơ này do các bạn thấy là cái điện áp của nó tăng giảm rất chi là đột ngột và nó lại có một cái quãng thời gian có một cái khoảng thời gian bị ngừng khá lâu đấy bị ngừng khá lâu dẫn đến là quạt nó đang được cấp điện xong lại tắt điện đó, xong lại cấp điện một cách dựng đứng này các bạn nhìn đây dựng đứng lên như này xong bắt đầu nó giảm xong lại mất điện một khoảng thời gian xong lại cấp điện dựng đứng lên này. Đấy chính là cái nguyên nhân dẫn đến là quạt nó kêu các bạn nhé. Đó, thì các bạn đã hiểu được là lý do vì sao uh, cái dimmer của chúng ta uh, rất chi là nhỏ gọn, nhỏ hơn rất nhiều so với hộp cố quạt điện. Thế nhưng mà cái nhược điểm của nó rất chi là phiền toái đó là gây ra cái hiện tượng quạt kêu. Uh, nếu như mà chúng ta sử dụng ở một cái tốc độ nhất định nào đấy thì chúng ta vẫn có thể chấp nhận được ở cái tiếng ồn của nó, nhưng mà nó thấp quá thì cái tiếng ồn nó rất chi là to rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình nếu các bạn thấy video hay hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông đăng ký like chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn cảm ơn các bạn